Dai U-Matic được xem như ngọn cờ đầu trong phân khúc xe nhỏ chạy trong đô thị. Được giới thiệu tại Việt Nam vào năm 1998, Matic có thể coi như là một thành công lớn với hãng xe Dai U thời đó. Bởi, đây chính là một lựa chọn hàng đầu cho những người mua xe ô tô để che nắng, che mưa, thay thế xe máy. Qua nhiều năm, Dai U-Matic bây giờ chỉ còn xuất hiện trên thị trường ô tô đã qua sử dụng, với giá siêu rẻ chỉ từ vài chục triệu đồng cho đến 100 triệu đồng. Thế nhưng một chiếc Dai U-Matic đã được đăng bán với giá lên tới 500 triệu đồng. Mức giá này có thể sánh ngang với một chiếc Toyota Vios mới cứng từ trong ra ngoài. Không những thế, chủ xe còn cam kết đây là chiếc Matic 99% mới nhất Việt Nam. Dựa vào những hình ảnh đăng tải, chúng ta có thể thấy xe sở hữu màu sơn màu xanh cốm quen thuộc trên những chiếc Matic từng lăn bánh trên đường. Phần ngoại thất được đánh giá là quá hoàn hảo so với tuổi đời gần 20 năm của chiếc xe. Các chi tiết ngoại thất giữ ở trạng thái nguyên bản nhất có thể, ngoài cụm đèn pha đã thay thế bằng loại projector. Bước vào bên trong, nội thất của chiếc Dai U-Matic còn làm người xem kinh ngạc hơn. Vô lăng hai chấu cơ bản đi cùng bộ ghế nỉ như mới xuất xưởng. Tiện ích trên xe được giữ nguyên với hệ thống điều hòa một vùng đi kèm radio và CD. Dai U-Matic không chỉ là chiếc xe cỡ nhỏ giá rẻ, nó còn là một chiếc xe đi phố tiết kiệm xăng. Với động cơ 0,8 lít, 3 xi lanh có công suất 51 mã lực, xe chỉ tiêu thụ từ 6 đến 7 lít xăng trên 100 km đường đô thị. Đây cũng là nhược điểm khi chiếc xe đô thị không thể tải quá nặng và tỏ ra khá yếu khi phải leo dốc hoặc chở nhiều hành lý.